Người cá là một sinh vật nửa người nửa cá chỉ có trong các câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên cho tới nay, các nhà nghiên cứu vẫn cố gắng đi tìm lời giải về việc nàng tiên cá có thật sự tồn tại như những câu chuyện được lưu truyền trên thế giới hay không. Nếu ai đã từng đọc truyện cổ tích Andersen, hẳn sẽ biết đến câu chuyện cảm động về nàng tiên cá xinh đẹp. Nhiều người cho rằng nàng tiên cá đơn thuần chỉ là nhân vật hư cấu và không có thật. Tuy nhiên, có khá nhiều bằng chứng được đưa ra chứng minh rằng nàng tiên cá là có thật. Và có rất nhiều video trên Internet quả quyết rằng đã quay lại được người cá nhưng hầu hết chúng đều là giả mạo. Tuy nhiên ngay bây giờ, Thế Giới Bí Ẩn sẽ cho các bạn xem 5 video thật nhất về người cá. Bảo đảm là cá thiệt nha, chứ không phải con cá mỹ nhân ổng ẹo trong phim Anh Châu Tinh Trì đâu. Chắc chắn bạn sẽ không khỏi kinh ngạc và sửng sốt khi xem các video này. Cùng bắt đầu nào! Marginal Media. Video này được quay lại bởi một YouTuber có trên 85.000 người theo dõi, tên là Marginal Media. Anh ta kể lại trong một chuyến đi lặn tại rạn san hô Great Barrier để kiểm tra hộp chống nước mà anh mới mua cho chiếc camera của mình. Vô tình anh quay được hình ảnh của người cá bơi ngang qua máy quay. Anh quả quyết rằng mình không lấy video từ các phim tài liệu dàn dựng lại hình ảnh của người cá. Và video trên cũng chưa qua chỉnh sửa. Các bạn có tin không? Hãy xem video trước đã. Người cá tại Coast Guard, Anh. Video tiếp theo được lấy từ kênh Animal Planet, chiếu là cảnh hai người đàn ông đang kiểm tra lại vùng biển nơi mà họ nghĩ có một cái xác người trong vụ đắm tàu. Nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần, hai người đàn ông mới giật mình hoảng hốt, thì ra đó không phải là xác người, mà là một sinh vật hoàn toàn rùng rợn khác. Rất nhiều người cho rằng đó là người cá, còn bạn thì sao? Now, these officers stopped before arriving at the coordinates. They've gone on record and admitted that they've mistaken an animal for a live man overboard on their way to their destination. But why then didn't they try to rescue what they believed was a man overboard? They approached what they believed to be a man overboard, and when they realized it wasn't a person but an animal, it appears curiosity took over and they completely abandoned protocol. Người cá tại Greenland. Bạn có thể đã xem qua video này trong top 5 những sinh vật kỳ bí được camera quay lại ngoài đời thật của Thế Giới Bí Ẩn từ các kỳ trước. Nhưng mình sẽ nhắc lại cho bạn nào chưa từng xem qua video trên. Bạn hãy để ý camera thứ hai đã quay lại được khoảnh khắc mà nàng tiên cá xuất hiện ở vùng biển của Greenland ở độ sâu 3.000 feet. Rất nhiều người cho rằng video này là thật, nhưng một số khác cũng cho rằng đây chỉ là một video tạo dựng mà thôi. Theo những gì mình biết và tìm hiểu trên YouTube, video này cũng xuất hiện trên kênh Discovery. Theo bản thân mình cũng khá phân vân với video trên. Nhưng còn ý kiến của bạn thì sao? Bạn sẽ là người đánh giá video này nhé. Xác người cá trôi dạt vào bờ. Video này quay lại cảnh bờ biển Fort De Soto, Florida sau khi bị tàn phá bởi một cơn lốc xoáy. Nhưng người quay video không ngờ rằng mình lại tìm ra được xác của người cá trôi dạt vào bờ sau trận lốc. Anh ta cho rằng mình chưa bao giờ gặp sinh vật nào có hình thù kỳ lạ như vậy. Bạn có tin vào video trên không? Hãy xem qua trước đã. Người cá trên bãi đá. Lại một video đến từ Animal Planet. Đoạn clip trên được quay lại bởi hai chàng trai đang đi dạo trên ngọn đồi gần bãi đá dưới vực. Đột nhiên, họ phát hiện được một sinh vật rất kỳ lạ đang phơi mình trên bãi đá. Ban đầu họ nghĩ mình đang quay một con hải cẩu đang phơi nắng,
Nhưng sau khi sinh vật ấy nhảy tùm xuống nước, thì hai chàng trai mới hốt hoảng nhận ra đó là người cá. Sau đây là đoạn video nói trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Nếu thích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm được nhiều video nữa nhé.